Hello, xin chào tất cả anh em nghệ nhân nhà mình, quay trở lại với kênh Quỳnh Tuyên Quang của em các bác nhé. Em mời các bác cùng vào kênh của em để sưu tầm chim trống mộc về chơi này, về nghe hót hay nuôi thả avi. Thì hôm nay thực sự là Tuyên Quang nhà em rất là lạnh luôn anh em ạ. Hiện tại nhiệt độ bây giờ chỉ tầm 9-10 độ thôi. Nên những em chim họa mi này thật ra hôm nay là nó cũng lông lá nó cũng hơi bẩn đấy, nhưng mà vì lạnh quá nên là em không cho các em nó tắm các bác ạ. Không tắm tát được bởi vì nuôi số lượng lớn ấy, thì cũng không thể cho từng con vào lò sưởi được. Nên anh em xem video có thể hoan hỉ giúp em các bác nhá. Những em chim họa mi như này là những em chim rất là tố chất và đã hót ra giọng rồi, nên anh em cô bác nhà mình yên tâm nhá. Chim trống chuẩn 100% em bảo hành cho anh em, đầu mặt rất là đẹp luôn các bác ạ. Anh em có sát nhá, đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn. Chân móng ngắn này, đẹp chim này, giọng hot ok rồi anh em nhé, không khàn khê, không ngoái ngửa gì cả, em bảo hành cho anh em. Em chim họa mi hôm nay mở đầu video của em Quỳnh thì em Quỳnh sẽ chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.300.000 nhé các bác nhé. Em chim chống mộc này 1.300.000 thì thôi em cũng báo giá là giá công khai cho anh em rồi, vui lòng anh em không mặc cả cho em Quỳnh nhé. 1.300.000 ạ. Em họa mi mang mã số là 1220 nhé anh em nhé, 1220. Em lên mã số và giá tiền em cũng lên kèm đó để cho anh em nhà mình có thể tiện quan sát luôn nhá. Anh em có thể thấy ở trên màn hình em có để đấy ạ. Đấy, anh trai nhà mình bác nào mà chưa có chim họa mi mộc về nghe hót hay về huấn luyện em nó thì anh em có thể ủng hộ em Quỳnh, để em Quỳnh ship cho anh em nhá. Ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam em đều có thể gửi cả, nên anh em yên tâm. Đầu mặt em này rất là ok luôn, họa nét đẹp nhá canh nhá. Cảm thấy hợp nhãn thì anh em alo cho em để em ship cho anh em thôi, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ chuyển sang em mã số 1221 anh em nhé. Tiếp tục em chim số 2 trong video clip này mang mã số 1221. Mời cả nhà mình cùng theo dõi một em chim người dài đòn lắm ạ. Cái này thì em Quỳnh sẽ chia sẻ cho cả nhà giá 1.400.000 nhá. Rất là dài đòn luôn. Đang ở trong hộc, chuyển sang cái hộc quay này thì chim nó đang bị hoảng một chút nhá. Bởi vì bây giờ đã khoảng 6-7 giờ tối rồi thì em mới lên quay được video, nên là mới có thời gian quay video để chia sẻ cho anh em nhà mình. Đấy, các bạn có thể quan sát nhá. Em này thì đầu mặt đẹp, mỏ mỏng, họa đóng cao và nét, hai bên họa đều, mắt nâu rất đẹp luôn anh em nhé. Chân móng đầy đủ, móng rất là ngắn luôn. Em thì có ship toàn quốc nên cả nhà mình ưng thì cứ ủng hộ em để em ship cho anh em thôi. Anh em ở đâu em cũng gửi được nhá. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa gửi hết. Anh em cứ yên tâm đi ạ. Bên em thì bảo hành chuẩn trống và không tật lỗi. Chim đã hót ra giọng rồi, chuẩn trống 100% rồi các anh ạ. Cái nuôi chim họa mi mộc này thì cũng là một cái điều để anh em có thể rèn tính kiên trì của mình, kiên nhẫn của mình, đúng không? Rất là hay. Bác nào mà chưa thử nuôi mi mộc thì anh em có thể thử nuôi một em nhé. Rất là vui và thú vị đấy ạ. Đôi khi mình nuôi chim thuần thì nó đốt cháy giai đoạn, đúng không? Mình không phải thuần chim, nhưng về mình vẫn phải chăm lửa điện đó. Còn nuôi em mộc lên thì tùy mình huấn luyện theo cái khả năng của mình, đúng không các bác? Thì anh em cứ thử nhá. Giờ em sẽ chuyển sang em mã số 1222. Em này em cũng chia sẻ cho các bác giá 1.300.000 nhá. Em lên với anh em nhà mình em chim số 3 trong video clip ngày hôm nay nhá. Là một em chim trống nuôi trời rất là to đẹp luôn anh em ạ. Khá là già rừng nhá. Hàng già rừng thì bao giờ nó cũng hơi nhảy hơn một chút. Anh em về cứ bình tĩnh rồi các bác sẽ hướng nghiệp cho em nó nhá. Chim hót, chim chiến hay anh em nuôi thả avi, đuôi thì to. Có những cái quạt ba tiêu luôn anh em ạ. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em giá 1.500.000 nhá. Chim không tật lỗi gì, không khàn khê, không ngoái ngửa gì. Một em chim tướng tá rất là đẹp để anh em xứng đáng để anh em nhà mình bỏ thời gian công sức của anh em ra để chăm sóc và nuôi dưỡng anh em thuần hóa nhá. Nói chung là những cái em này mà thuần được sau rồi anh em cho ra lồng sóc thì nó rất là đẹp đấy các bác ạ. Anh em có thể quan sát một em chim ngực rất là nở, lông lá thì mượt mà ok nhá, đuôi to lắm anh em ạ. Em này đuôi rất là to luôn nhá. Mang mã số là 2222 4 số 2 luôn ạ. Em xin lỗi cả nhà. Đấy, nhiều số 2 các bác.
em cứ đánh mã số và giá tiền em sẽ để trên màn hình, thì anh em nhà mình cứ lựa và xem ưng hợp nhãn thì anh em ủng hộ em Quỳnh. Số điện thoại thì em có để bên dưới nhé, 0983 936 899, anh em có thể kết bạn qua số điện thoại của em ạ, nhắn tin qua Zalo nhé anh em nhé. Anh em có thể thấy chân em này rất là già rừng, rất là đẹp luôn, chân khô rong rồi nha anh em nhé. Nói chung là một chú ạ mi xứng đáng để anh em nhà mình chơi. Chim thì cũng đã hót rồi, em đã nghe hót rồi cho các bác yên tâm, bảo hành chuẩn chống 100% cho tất cả anh em nghệ nhân trên toàn quốc. Bán chim thì chuẩn như video clip rồi nên anh em nhà mình về cứ thế là chăm sóc nuôi dưỡng thuần hóa thôi đúng không ạ. Rồi em sẽ chuyển sang em chim thứ tư trong video clip này nhé. Em lên với cả nhà em chim thứ tư trong video clip này của em Quỳnh thì em thanh lý cho anh em là 400.000 nhé. Chim bị đau chân về anh em có thể nuôi thả Avi này. Em nghĩ là do kẹp hộc với một bên chân nó bị mất móng và hơi đau. Đấy. Chim vẫn ăn uống bình thường nha các bác nhé. Một chân khiến nó hơi đau và nó không ôm được không. Anh em nhà mình bác nào nuôi thả Avi thì anh em có thể lấy ủng hộ em này. 400.000 cho anh em nhé. Bây giờ em xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Bye bye mọi người.